Nhân viên cứu hộ Mana Srivath đã thực hiện hàng chục thao tác hồi sức trong suốt 26 năm sự nghiệp của ông, nhưng ông chưa bao giờ làm với một chú voi. Ông được gọi lên đường trong khi đã hết ca trực vào cuối ngày 20 tháng 12 và đã hồi sinh thành công một con voi bị xe máy đụng phải khi đang băng qua một con lộ nông thôn với một đàn voi rừng. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội hôm 21 tháng 12, Mana được nhìn thấy đang xoa bóp tim cho con voi này khi các đồng nghiệp cách đó vài mét điều trị cho người lái mô tô bị thương ở tỉnh Chanthaburi, miền đông Thái Lan. Con voi lảo đảo đứng dậy sau khoảng 10 phút và được đưa đến một địa điểm khác để điều trị. Sau khi hồi phục đủ để đi lại mà không cần trợ giúp, nó được đưa trở lại địa điểm cũ. Tại đây, nó được thấy đi cùng với một con voi trưởng thành, được cho là voi mẹ. Người lái xe máy chỉ bị thương nhẹ trong vụ va chạm. Mana nói với Reuters qua điện thoại rằng, bản năng của tôi là cứu mạng sống, nhưng tôi đã lo lắng trong suốt thời gian đó vì tôi có thể nghe thấy tiếng voi mẹ và những con voi khác gọi con. Tôi giả định tim voi con nằm ở đâu dựa trên lý thuyết về cơ thể người và một video clip tôi xem trên mạng. Khi voi con bắt đầu cử động, tôi gần như đã khóc.